Hello cả nhà nha, hôm nay ở chợ Bình Điền này, mình đặt rồi có người gieo tới tận nơi cam cho mình này cả nhà. Mấy xài. Nó là lao động. Dạ. Cái mai hôm đến đây lát anh cải thích đây này biết. Cái này nhiêu ký? Dạ, một... 150 ký. À. 150 ký là một bọc là 50 ký, 20 ký chứ, 25 ký, hai bọc 50 ký, 150 ký, bọc 25 ký. Ủa là 125 ký hả? 150 ký, 150 là 150. Còn mấy bọc vậy? À 6 bọc. À hôm nãy em nhìn thấy là 5 bọc. Sorry. Em nhìn thấy 5 bọc. 150 ký chứ không phải là 150. Cam này là cam sành hả anh? Cam sành miền Tây đó em. Cam này to ghê luôn á. Cam đứng đi cam rồi ấy đó. Ủa trái này cam bự ha. Trả tiền liền ha cho anh luôn hay gì? Tiền mặt luôn hả? Rồi tiền mặt kìa cho. Nhiêu vậy? Anh đừng nói cho tiền, để nói cho. Đang đăng qua mấy con bình trái bự quá ha. Nước không nè. Nước không nè. Ồ, trái này dắt ra nước dữ lắm. Cái là bao nhiêu anh? Chữ 3 50. Không. Có biết giá tiền rồi. 1.350. Rồi, 1.350. Rồi, tiền xe, có tiền tính xe chưa? Tiền xe chắc lưỡi. Tiền thử nữa. Rồi, phải rồi. Đúng rồi. Chứ đủ tiền không? Đủ. Đủ anh. Thưa ngắm như ngắm nha. Rồi thương. Đó mất công ông bác phải đi chợ Bình Điền lấy chở nặng nôi nữa. Chú đừng có cho tiền nha, cho tiền thôi nha. Cái giá của mình là bên đó. Này là bên chỗ đó. Không, muốn luôn nói cho qua. Ồ, giá con thẻ 79 ngàn ký. Con lấy chỗ đâu? Không có. Con không muốn cho người ta thấy giá tiền. Trời ơi, khổ quá. Con đã đặt tiền đi chú nè. Con thiệt con đang rút con bóp đi chú đang sợ chú có tiền thôi. Chú này là lấy chú tiền. Tiền xe nữa. Cam xong rồi đó. Tiền xe nhiêu anh? 150. Anh tính là tiền xe chút. Tiền xe. Nãy là mới tiền cam mà giờ mới 150 luôn trời. Dạ. Có 10.000 ký á, anh lục có 1.000 ký. Đi đâu vậy? Có 1.000 ký. Tiền xe á anh? Có 1.000 ký. Thì đâu vậy? Bây giờ chú tới Bình Thạnh cũng 1.000 ký. Ủa, tức lưỡi á. Dạ. Tính tới vậy luôn hả? Đó, Mông Trang, đứng là thấy Mông Trang rồi đó. Muốn đi tổng nào thì đi theo. Mai mốt mình chạy cha con đi. À, dư kìa nhưng mà cha con chạy với ruộng. Em nói chị bớt. Để mang nói chị bớt cho. Ruộng 100 được rồi. Dạ. Trả giá nữa. Dạ. Dạ. Không phải tiền xe ruộng ở đây hay mấy cha con thầy. Trời ơi. Cha trong điện thoại nói chuyện chữ thầy trời. Nó lọt vô tao không hay. Nó lọt vô không hay. Lọt cái gì? Cái đó hả? Cái gì vậy? Thôi bây giờ mình lên cam đi. 3 cây 10, 4 cây 10. Cạo râu hàng để xe ra chợ hàng đi. Để xe ra chợ hàng ra rồi. Vậy cái này trọng sao không nhận đi rồi cho trả tiền xe cho. Nhận vô gì? Sáng chị đổi thì được 150 rồi. Uống bác nè. Chị cũng được 150 rồi nè đó. Mỗi lần chợ đi 150 ngàn con quá trời. Ở đâu? Em thấy mẹ. Chợ đầu mối nè. Đầu mối nè. Bình Điền á hả? Ý là bây giờ mình ra mình chợ rồi. Mình chở cái đưa mẹ 200 luôn á. Đó, là giá 200 lên kìa. Ngon lành luôn, ngon lành luôn. Cái này là sáng nay ai kêu kìa? Anh kêu. Nói kêu mà chứ phải điện em đâu. Anh đặt hôm qua vừa rồi. Anh đặt rồi vừa người ta chở đi luôn. Nhưng mà nếu ông trọng đi thì lấy tiền xe. Cái em tưởng nó chưa có nói gì em mà. Đây nè, cho chú Bành ông bán. Không thấy được. Thôi sao đâu chú, để nói người ta giải cho chú cho. Chúng ta thấy là đồng trạng trong người ông tiếp ha. Để ông nói bà chuyện giải cho chú. Thì mấy con chú ủng hộ chú cho thêm cái đôi. Chú. Cha nói chuyện trên YouTube là cha hạn chế nó chữ thề nghe cha. Trời ơi nó lọt vô chứ tao muốn hồi nào.
đỉ mẹ dân quê nó nói chuyện là vậy không á. Mới nói không, tại cái thói quen ở dưới nó vậy rồi, rồi nó lọt vô không hay. Tao thử tôi gán nhớ nhớ đừng biết cái chuyện hư thuốc rồi mà ngặt cái bệnh hoạn gì đâu. Sáng hành động làm gì mà con ở đây đưa mẹ mập cho đi học nè, rồi nó lòi đi theo. Bây giờ sao cái xe nghỉ rồi đi đi chở giùm cha động lấy 150 không? Không phải chở giùm cha không đó, rồi tự nhiên không có lấy đâu. Rồi cha ông kêu bất tử gì rồi. Dạ. Em thấy là bây giờ mình đặt mẹ đi. Có lẽ kêu em đi lấy thì em đi lấy rồi. Mình đếm việc mẹ lấy thôi, mình đỡ mình lượt mình chạy. Đúng rồi. Em nói em dặn chỉ là lượt trước những cái hư bỏ ra rồi, tại chưa bán tôi tứ thì mẹ chỉ tính. Dạ. Xin chào các cô chú bác này trên kênh và các mạnh thường quân trong những người nước. Dạ. Xin chào. Dạ. Mấy ẩm con đi bán vé số cho em. Không có đâu. Bà mua bò hỏi mua mấy bộ đồ hai lúa cho nó bận nè. Chú ơi này mà ẩm đi ra ra kia chắc bán vé số được luôn rồi đó. Quỷ này nó mới mua. Bánh cuốn ăn hết nguyên dĩa là 20 ngàn. Dạ. 20 ngàn rồi tao đưa nó tới 25 ngàn rồi, 25 ngàn. Có cô chú đặt thì gửi qua cho bên công ty, công ty giao. Còn ngày hôm qua cái công này ông gọi cho trọng rồi, tới trăm mấy chai rồi, cuối cùng là quán cà phê cũng như là đợi tới. Chưa biết chú qua nghe nói giao thông bắt gì, xe gì đó. Tôi gọi không được luôn, ngày qua có, đó. Có, gọi được bình thường. Rồi cuối cùng ông ở đâu rồi, có liên lạc ngay. Ông kêu em lại mà em dắt tối đường xa quá, em không gần đường. Ngày qua anh gọi với em 10 phút là đi là anh ghi rồi. Không có. Ông kêu em lại chỗ đó mà em không đi. Tại vì xa quá. Ở đâu? Ở chỗ sở giao thông á. Sở giao thông. Ông bị xe phạt, ông chạy qua ông chở đồ rồi cho cha nó kìa, cho cha đồ nữa. Thì hôm nay coi mà anh thấy á, trọng kêu thôi chú gửi ship qua giùm con đi, có gì con trả tiền ship cho. Chứ đi chi mất công rồi tốn tiền hai ba bên. Đa số á, thường thường á là gì nè. Đã kêu em qua mà em không gần đường. Là trừ khi á, có địa chỉ cụ thể á, trên bản đồ là em mới đi được đó. Cái trong cái não mình không có bản đồ luôn, em đâu có gành đường như này đâu. Em chạy em thấy tờ lưa chứ em đâu có gành đường đâu. Em có bản đồ, em đi bản đồ mà. Em dự tí ở Vĩnh Thuận đi. Thì em nhắn đi Vĩnh Thuận với định với vị trí của mình không à. Chạy đến bến xe bằng tay được không? Được, vòng vòng đây thì em nhớ, còn xa quá không nhớ đâu. Nói chung là cũng được, từ từ. Còn xa quá không biết rồi. Bởi cho nên là cô chú như qua muốn liên hệ con qua số 0397636124 là số Zalo của con. Thì cô chú có con gửi cái địa chỉ cụ thể cho con á, số điện thoại mua sản phẩm gì cho con giới thiệu á. Rồi chia sẻ giùm con bên kênh Trọng Súng Kiên Giang 2. Chia sẻ giùm con rồi đăng ký kênh Trọng Súng Kiên Giang 2. Con cảm ơn các cô chú bác đang xem kênh. Dạ. Tại vì con bán đồ sản phẩm á, cho công ty cũng có cái số tiền cũng lo cho các cháu. Để thưởng 5%. Dạ, cũng mong các cô chú bác thương mua ủng hộ giúp đỡ cho gia đình con. Sản phẩm hao sen, tẩy rửa đa năng. Dạ. Giặt tẩy nha. Yeah. Đa năng. Giặt xả nè. Dạ. Thường quá. Sao con nói nhà đi sáng không nó đi nắng lo vậy? Cãi nó đòi đi chút vậy đó. Đưa anh nó đi học rồi đòi thôi. Chuẩn bị đi qua bên Thủ Đức à. Chút nó đi. Qua bển thu đồ điện thoại á, người ta mới điện. Tại bây giờ anh vừa làm công ty vừa thu thêm đồ nó. Chừng nào cô chú đặt điện mình cứ chạy rảnh thời gian là mình chạy. Dạ, tranh thủ thời gian. Cô chú đặt xà bông thì chạy đi ra xà bông. Dạ. Giặt xả gì đó. Gió là mà chém. Nó chém đi. Không có gì. Không có gió. Gió là chém. Cháu nội chú qua thăm nè. Thấy cưng quá.
tối bé ngày chú Phi cũng qua thăm ông bác hết hả? Bé tối ngày được cô chú anh chị khen là thấy cưng, mặt sáng sủa đẹp trai. Mới nung nội lắm mẹ ơi. Ngờ nhìn thấy cưng à. Rồi sao rồi ông bác? Tình hình sức khỏe sao rồi? Uống vô rồi, uống thuốc được rồi. Bệnh gì giống như bệnh làm bộ vậy? Mới hồi nãy đi vô không chịu. Uống thuốc vô đó. À. Rồi uống thuốc vô. Rồi chịu giờ con uống thuốc thêm không? Uống thuốc rồi, mới uống rồi. Ông bác sáng giờ ăn gì chưa? Không. Vô em kia. Nè, ẩm thêm nè. Dạ. Ẩm em về đi. Giọng kêu đem xe ra chắc là đang đi sửa. Cái xe này giật. Đi, đó. Đi ra. Cái xe sửa 3 triệu bạc rồi sao nó chạy sao nó chịu khấu dữ vậy? Đi ra đi con. Ủa ẩm em đàng hoàng mày. Rồi sao cái xe này sao? Nó kêu đem xe này ra. Chiếc xe này nè. Ủa nó còn ra khói nữa hả? Ừ. Trời ơi. Rồi nhắm hàng ngày mai bán nổi không? Nổi. Ngày mai là nhập 150kg cam đó ông bác ơi. Gần 100kg được rồi, nghe tới 150kg sao hơi quận. Hơi quận. Trời ơi. Ẩm em về đi con. Nổ nổi cái gì? Về về đi con. Về đi, ông nội bệnh rồi. Ông nội bệnh em lại. Sợ cái... ông nội lây cho bé đó. Ừ. Không có gì lây. Cảm là dễ lây lắm á. Anh với ông bác phải uống ăn cháo rồi ăn phở hay ăn cái gì chứ, ông bác chỉ hút nước súp thôi đâu có khỏe được đâu. Sáng đón là bán cháo. Đi ăn cháo không? Con chở đi ăn cháo. Cháo ấy kìa, cháo không kìa, cháo nó dứa với hụt muối. Bây giờ ăn không? Con đi chở cho đi ăn. Cháo, cháo, cháo đậu luôn phải không? Cháo gà. Ừ. Không vô luôn. Thì hấp cháo không? Lại hút nữa hả? Hút đâu có sức đâu, mẹ phải nha, mẹ ăn. Cháo á. Ừ. Sáng giờ ông bác chỉ hút nước súp thôi. Ừ. Rồi có uống thuốc không? Có. Hôm sáng thì một bịch cháo đó. Hút á. Trời ơi, tình hình này không ổn rồi. Đúng. Mình biết mình từ từ mới được. Từ từ. Lớn tuổi thì bây giờ nó khỏe mình biết rồi. Nhưng mà giống như ngày nay thấy không? Khỏe mà đi bán ngày nay về hồi trưa hôm qua cái coi là hơi đừ ha. Hơi đừ nữa. Rồi bây giờ cái khỏe. Khỏe. Vậy sao được? Hay vậy đi kêu bà bác về quá. Ừ. Nhất khoát không kêu về đâu hả? Không. Trời ơi. Thuốc đâu mấy người đâu mới cho. Uống đâu thì phải để vợ chăm sóc chứ ông bác. Ông bác nhận hoài vậy. Vậy qua nói chuyện như của bà nữa không? Không. Dạ. Đứng xe qua trong ta đi qua. Ây da da. Ui. Lát nữa ông bác nghỉ sớm đi. Ừ. Ông bác đừng có dằm mưa nữa nha. Chỉ cho khỏe nè. Bởi vì tao mới kêu mấy đứa nó về đặng. Nghỉ cho khỏe. Ông bác có xông hơi không? Con thấy người ta xông hơi là người ta không. Mau khỏe lại lắm ông bác. Không, không bằng tao. Tao bận áo như gì nè. Yêu cầu nó đực thì còn hơn xông hơi. Lúc nào cũng có cái áo trong này thấy không? Có đổ mồ hôi không? Bận hầm thôi rồi. Hôm hôm nó hơi lạnh lạnh lấy cái áo kia ra bận ở ngoài nữa. Đó đó đó, bán đi. Đồ bao. Cái này có mình gì rồi sao? Nửa đêm nửa hôm rồi có chuyện gì sao? Không sao đâu. Thôi giờ tụi con với ông bác đi cho phi năn nỉ bà bác đi. Đi học có anh chậu không nè. Đừng khùng quá. À, đi lấy đồ cái. Cái này cái hả? Cha chắc chiếc xe 50 á. Xe đó nó chậm nó ấy. Đi. Học đi đâu à? Chiếc xe 50 hư rồi sao chạy? Ờ giờ khó rồi, ở vậy dắt xe kia đi. Cha có ấy bằng đêm này cha tranh thủ cha mở cái xe lên ung mũi này kia nó hạn.
chi. Hay là phải sửa rồi nó. Trời ơi, một đám nhóc luôn này cả nhà. Đi đi ấy này cho đi vào. Bác Quý này, Châu Phi nè, Tú Linh nè, Ngọc nè. Ủa vậy là người ta hẹn đâu người ta cho đồ? Vô sở giao thông luôn mà xe ta bị đồng độ cồn, ta bị bắt tại trọng á, ta kêu mình đi làm. Đi lấy đồ trong cái chiếc xe của người ta. À. Ta cho. Ta chạy thằng mà. Đi đi đi. Cha cha, chạy tới một chút. Ủa, cha cha chết tại. Rớt rồi. Ngã rồi, Tú Linh mà. Cái gì? Đứng dậy con. À, đến đến sao? Nó ngã không ngã. À, nên, 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 nên. Không? Đi lấy cái chi? Đây không? Rồi, dẫn ra. Con đi khổ có chừng ngã này con. Đi thôi. Bác la đuổi về kìa. Khóc tối nè. Trời ơi, nó dễ khóc quá. Quánh một hai trận luôn. Nó đòi đi này cả nhà. Trời ơi. Thằng bé Quý này. Khóc la làng vậy trời vậy. Đi lợi quán thì bò dưới đất không. Anh nhõng nhẽo quá trời. Dài trận luôn chứ thở. Sớm đây rồi anh uống rồi uống sữa hay chả gì đó đi nha. Yeah.